Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn nghe câu chuyện Thiền Am lịch sử lặp lại. Tôi nghĩ nhà cầm quyền sẽ xóa sổ Thiền Am, đó không phải là nếu mà chỉ là khi nào. Sự xóa sổ Thiền Am trong cái nhìn của thế giới chỉ làm cho diện mạo của nhà cầm quyền Việt Nam xấu thêm mà thôi. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney đã có bài bình luận trên trang blog cá nhân với tựa đề Câu chuyện Thiền Am lịch sử lặp lại, với nội dung được ông chia sẻ như sau. Sự xóa sổ Thiền Am chẳng liên quan gì đến cáo buộc mà nhà cầm quyền tuyên truyền là lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng tôn giáo và loạn luân cả. Bởi lý do đơn giản là cáo buộc đó hoặc là mơ hồ hoặc là vô chứng cứ. Thật vậy, không chỉ có chứng cứ gì cụ thể để nói rằng mấy người trong Thiền Am lợi dụng tôn giáo để trục lợi cả. Đây là hình ảnh bốn người trong Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố. Từ trái qua là ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Họ đã tự tu hành tại gia, họ tự lực cánh sinh, họ chẳng lên tiếng xin xỏ ai cả, như giáo hội của nhà nước hay vẫn làm như vậy. Và họ cũng chẳng gây hại cho ai. Ngược lại, họ giáo dục các trẻ em mồ côi thành những người có ích cho xã hội. Chẳng có một chứng cứ đáng tin cậy và độc lập nào để nói người đứng đầu là một ông cụ 91 tuổi phạm tội loạn lần cả. Chỉ toàn là vu cáo, những vu cáo đó được tung ra chỉ để nhắm với mục đích là xóa sổ Thiền Am. Để hiểu câu chuyện này, chúng ta cần phải biết chuyện của quá khứ. Tương tự, để hiểu những gì xảy ra đối với Thiền Am, chúng ta cần phải biết những gì xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Tu viện Bát Nhã. Thiền Am dĩ nhiên không phải là nạn nhân đầu tiên và rất có thể không phải là nạn nhân sau cùng của thể chế Cộng sản. Để hiểu về vấn đề, có lẽ cần phải điểm qua những gì đã xảy ra trong quá khứ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chú ý là hai chữ Thống Nhất là để phân biệt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Tính từ năm 1964, miền Nam có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức chính thống đại diện cho đa số tăng sĩ Phật giáo Việt Nam. Sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một sự tiến bộ và hiện diện của Phật giáo Việt Nam, vì trước đó không có tổ chức chặt chẽ như ở bên Công giáo. Giáo hội Phật giáo Thống Nhất quy tụ rất nhiều các tăng sĩ và học giả sáng chói nhất của Việt Nam. Đó là các thầy như Thích Tâm Châu, Thích Nhất Hạnh, Tuệ Sĩ, Thích Chí Siêu, tức là Lê Mạnh Thát, và Thích Tâm Giác, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, vân vân. Những thầy này đã có công sáng lập ra Viện Đại học Vạn Hạnh, lúc đó là một đại học tư thục đầu tiên ở miền Nam. Thầy Thích Minh Châu là viện trưởng, học giả Hồ Hữu Tường là phó viện trưởng. Ngoài ra còn có thầy Thích Nhất Hạnh trong ban giảng huấn, nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh cũng là một trong những giảng viên của Viện Đại học Vạn Hạnh. Ngoài Đại học Vạn Hạnh, Giáo hội Phật giáo Thống Nhất còn thành lập hàng loạt trường cao đẳng Phật học, trung học và tiểu học, tạp chí Chánh Đạo, nhà xuất bản Lá Bối, Cô Nhi Viện, Bệnh Xá, Thanh Niên Phật Tử, vân vân, tất cả đều hoạt động theo triết lý của Phật giáo, có thể nói là thời vàng son của Phật giáo Việt Nam. Tới sau năm 1975, chế độ mới thiết lập một chế độ Phật giáo khác và bắt đầu mở đầu cho quá trình suy thoái. Nhà cầm quyền mới tịch thu tất cả các cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là hình ảnh Viện Đại học Vạn Hạnh do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào năm 1964 dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Họ xóa sổ Cô Nhi Viện Quách Thị Trang, xóa sổ nhà xuất bản Lá Bối, đến xóa sổ Viện Đại học Vạn Hạnh, đóng cửa tất cả các trường trung học thuộc quyền quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã phản đối nhưng không có hiệu quả. Nói chung, chỉ 2 năm sau năm 1975, tất cả những cơ đồ và thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị tan thành mây khói. Tới năm 1981, nhà cầm quyền chiêu dụ một số Phật giáo và cán bộ hay có cảm tình với chính phủ mới đứng ra thành lập một tổ chức mới gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, dân gian gọi là Giáo hội Phật giáo Quốc doanh. Cũng kể từ năm 1982,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất coi như không tồn tại ở Việt Nam mà chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dĩ nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản không thể độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước đó. Mặt khác, nhà cầm quyền cũng bắt giam các thầy Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, Thích Quảng Độ và Thích Thiện Minh mà không có tội danh nào cả. Thượng tọa Thích Thiện Minh sau đó đã chết trong trại giam. Không ai biết thầy Thiện Minh chết vì nguyên nhân gì, nhưng Thượng tọa Thích Quảng Độ cho rằng thầy Thiện Minh đã bị quản giáo đánh chết trong tù. Sự kiện Thiền viện Bát Nhã, Tu viện Bát Nhã được Thượng tọa Thích Đức Nghi thành lập vào năm 1995 ở Bảo Lộc. Thượng tọa Thích Đức Nghi là một người rất ngưỡng mộ thầy Thích Nhất Hạnh. Cũng cần phải biết rằng vào năm 1957, thầy Nhất Hạnh đã thành lập một tu viện có tên là Phương Bối, được thầy mô tả trong cuốn sách Nẻo Về của Ý, nhưng tu viện này đã bị hoang phế vì thời cuộc. Thượng tọa Đức Nghi rất muốn thành lập một phương bối thứ hai theo đường hướng của thầy Nhất Hạnh. Hoài bão này đã thành sự thật khi Thượng tọa Đức Nghi được nhận đèn giáo thọ từ thầy Nhất Hạnh ở làng Mai, bên Pháp. Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 6 năm 2008, Thượng tọa Đức Nghi đã mời và bảo lãnh gần 300 các thầy và sư cô giáo đã từng tu tập tại làng Mai, trong đó có các vị gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài, về Bát Nhã để chia sẻ pháp môn và đào tạo các vị xuất gia trẻ tu học theo môn thức của làng Mai. Tuy chỉ mới được thành lập vài năm, các vị đã tổ chức các khóa tu cho hàng ngàn người tại tu viện Bát Nhã và đã tham gia vào nhiều chương trình văn hóa và xã hội tại địa phương này. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 6 năm 2009, 200 công an giả danh xã hội đen đã kéo vào đập phá, đòi đuổi khoảng 400 tăng sinh đang tụ tập theo pháp môn làng Mai tại tu viện Bát Nhã, xã Đam Ri, Bảo Lộc. Họ quăng hết đồ đạc của người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Đồ ăn đang nấu sẵn thì họ quăng ra ngoài, cả song, nồi, chảo, gối, ngồi thiền, quần áo. Nhưng đến tháng 6 năm 2008, Thượng tọa Đức Nghi đã đổi ý không bảo lãnh các thầy sư cô có quốc tịch nước ngoài và không muốn tu viện Bát Nhã tụ tập theo pháp môn làng Mai nữa. Tuy nhiên, đằng sau sự đổi ý của Thượng tọa Đức Nghi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhà cầm quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cáo buộc rằng các khóa tu không có phép của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số người tới tu tập quá đông mà không đăng ký tạm trú gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thượng tọa Đức Nghi yêu cầu tăng thân tu học theo pháp môn làng Mai phải rời Bát Nhã. Nhà cầm quyền địa phương theo yêu cầu của Thượng tọa Đức Nghi đã cắt luôn nguồn điện để các môn sinh bị khó khăn trong sinh hoạt. Nhưng các tăng ni làng Mai vẫn tiếp tục ở lại và từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa Phật tử Bát Nhã với những người theo pháp môn làng Mai tại đây. Họ tổ chức những nhóm người gây áp lực buộc những người tu theo pháp môn làng Mai ra khỏi tù viện. Họ có những hành động, hành vi rất bỉ ổi, rất bạo động, nhưng công an không can thiệp giải tán các nhóm này, chẳng hạn như họ quăng đá, ném phân xúc vật vào tù viện. Họ còn tổ chức thành đám đông đến tấn công khu tù viện, dùng búa phá và hăm dọa những người trong đó. Điều ngạc nhiên là công an và dân quân địa phương có mặt tại hiện trường, nhưng không hề can thiệp. Trước sự đàn áp dã man đó, thầy Nhất Hạnh viết thư cho Chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Minh Chiết yêu cầu can thiệp, nhưng tất cả đều không có hồi âm. Ông Lê Hiếu Đằng, một cựu quan chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét rằng vụ Bát Nhã cho thấy sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương, tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho bất cứ công dân nào cũng có thể bị côn đồ đe dọa và cấp trung ương phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nhưng chẳng có ai giải quyết. Các tổ chức nhân quyền và các cơ quan truyền thông quốc tế, nhiều chính phủ và quốc hội châu Âu và Mỹ đều đề cập đến những vụ đàn áp bằng võ lực xảy ra tại tu viện Bát Nhã và yêu cầu nhà cầm quyền ngưng những hành động bức hại tôn giáo, xâm phạm đến tín ngưỡng. Nhà cầm quyền thì làm ngơ. Cuối cùng thì do không chịu nổi áp lực, đến tháng 9 năm 2009, tất cả những người tu theo môn pháp làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã. Và rồi đến câu chuyện về Thiền Am. Người đứng đầu Thiền Am là cụ Lê Tùng Vân, năm nay đã 91 tuổi, không vợ, không con. Ông xuất thân từ gia đình nề nếp ở miền Tây, theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông là người hiếu học, tốt nghiệp cử nhân vào năm
60 tuổi. Ông là người có lòng nhân từ, bác ái. Ông nhận nuôi hàng trăm đứa trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Những đứa trẻ đã bị bỏ rơi trong bệnh viện vì hoàn cảnh nào đó. Những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần bị bỏ rơi bên đường, dưới gốc cây, ông đều nhận về và nuôi dạy. Chẳng hiểu ông có cách giáo dục nào mà tất cả những đứa trẻ đó đều nên người và có ích cho xã hội, một số trở nên xuất sắc. Đây là hình ảnh năm chú tiểu với màn trình diễn xuất sắc trong chương trình Thách thức danh hài. Kênh YouTube Thiền Am bên bờ vũ trụ có hơn 2 triệu người theo dõi và hơn 800 triệu lượt xem. Ngay cả một số đứa từng bị bệnh tâm thần sau một thời gian nuôi dạy, họ trở nên vui tươi và có vẻ có cuộc sống bình thường. Một mình ông và vài người phụ tá làm đủ mọi việc để duy trì trung tâm nuôi dạy. Họ trồng rau, nuôi trồng thủy sản, làm nhang, thậm chí ca hát để có tiền nuôi dạy hơn 50 đứa trẻ trong cùng một lúc. Phải nói đó là một nghị lực phi thường, một sự dấn thân tuyệt vời mà không mấy ai trong xã hội có thể làm được. Ông không được sự hỗ trợ của nhà nước dù chỉ một xu, ngược lại mấy người ở trong bộ máy nhà nước còn làm khó ông đủ điều. Trung tâm Cô Nhi Thánh Đức được thành lập từ hồi thập niên 1990, nuôi 56 trẻ em mồ côi và cơ nhỡ. Họ còn được trung tâm SOS của nhà nước nhờ nuôi trẻ em mồ côi. Thế nhưng nhà cầm quyền viện lý do không đăng ký người lưu trú và không làm thủ tục nhận con nuôi, đóng cửa trung tâm. Trước khi bị đóng cửa, trung tâm bị đốt cháy toàn bộ, mà nguyên nhân và thủ phạm đốt cháy vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn. Sau khi Thánh Đức bị giải tỏa, ông Lê Tùng Vân sáng lập Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am ở Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở đây, ông vẫn tiếp tục nuôi trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Ở đây, ông và Thiền Am cũng bị nhà cầm quyền làm khó đủ điều. Thậm chí có người được nhà Mạnh Thường Quân ở Úc tài trợ cho đi du học, nhưng nhà cầm quyền địa phương không chịu làm hộ chiếu nếu không chi một số tiền lớn. Chẳng những bị nhà cầm quyền gây khó khăn, Thiền Am còn bị mấy người trong giáo hội Phật giáo của nhà nước còn gọi là giáo hội quốc doanh, ganh tị và dèm pha đủ điều, rất buồn. Cũng không hiểu tại sao mấy người trong giáo hội nhà nước lại ghét Thiền Am đến thế, vì thái độ của họ không nhất quán với triết lý của nhà Phật. Bên cạnh giáo hội là một đội quân báo chí của nhà nước cũng góp phần vào sự gây nhiễu thông tin. Tất cả các báo chí đều nói một tiếng nói. Tiếng nói đó là cáo buộc rằng Thiền Am không phải là chùa hay tịnh thất, rằng cụ Lê Tùng Vân là giả sư, rằng những người tu trong Thiền Am là giả tu, rằng cụ ấy loạn luân. Nhưng điều ngạc nhiên là họ không hề đến Thiền Am, họ không phỏng vấn một người nào trong Thiền Am, họ chỉ hóng hớt thông tin từ công an và đội quân YouTube kền kền. Đây là hình ảnh đội quân YouTube và những người hiếu kỳ vây quanh Thiền Am cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Xu hướng chung là họ bắt bẻ những chi tiết vụn vặt, những danh xưng mà họ không hiểu và ngụy biện theo kiểu vốn rất phổ biến ở báo giới tại Việt Nam. Tất cả đều mang tính vu cáo và kết tội hơn là làm sáng tỏ câu chuyện. Nếu là người nước ngoài và quen với báo chí văn minh, người đó sẽ không thể nào tin rằng Việt Nam có một nền báo chí thảm hại đến như thế. Gần đây, Thiền Am còn là đối tượng vu khống, thóa mạ và tấn công của nhiều kẻ lắm tiền, nhiều của và đội quân YouTube kền kền. Họ là những kẻ vô giáo dục, thô lỗ, tục tằn và lưu manh trong xã hội. Họ dùng những chữ vô cùng tục tĩu, họ chửi thề như ở chợ cá, chợ tôm, họ không biết đến thuần phong mỹ tục là gì. Họ là những kẻ hết sức mất dạy, xin lặp lại để nhấn mạnh rằng mất dạy. Có thể nói họ là những phó sản của một xã hội đang suy thoái về đạo đức. Nhưng ngạc nhiên thay, họ lại được giới báo chí của nhà nước và có thể ngay cả công an sử dụng triệt để. Giết rồi, công chúng không phân biệt được đâu là báo chí nhà nước và đâu là những con kền kền. Rồi nay, nhà cầm quyền bắt giam ông Lê Tùng Vân, nhưng tin không chính thức cho biết ông đã được về Thiền Am. Và khi bắt, nhà cầm quyền chưa xác định tội danh để truy tố. Phải một hai ngày sau, họ mới cho báo chí nói rằng ông bị khởi tố 3 tội danh. Thứ nhất là lợi dụng những quyền tự do dân chủ. Thứ hai là lừa đảo và loạn luân. Nhưng như chúng ta đã thấy, cho đến nay chưa thấy bằng chứng nào cho thấy ông ấy phạm 3 tội trên. Thật ra vào năm 2017, ông Thích Nhật Từ, một quan chức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam,
từng nhận định về Thiền Am như sau. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Hơn nữa, khu Bồng Lai Viên chỉ là một tịnh thất không có bản hiệu chùa nên không có đăng ký từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng cùng với một nhóm người livestream phát hình trực tiếp theo kiểu đấu tố mới móc về Thiền Am và cụ Lê Tùng Vân với cáo buộc những thứ xấu xa mà không có một chứng cứ. Từ năm 2015 trở về trước, cụ Thích Tâm Đức nay đã 86 tuổi, từng là tỉnh hội trưởng Biểu Sơn Kỳ Hương, xây dựng khu Bồng Lai Viên, là vị cha tinh thần nuôi nấng hai vị này, tức là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, cũng như là 24 thành viên khác, nhỏ nhất là 3 tuổi cho đến 30 tuổi, đều cạo đầu mặc áo nâu sồng. Những cụ già thì được miễn và để tóc như là các Phật tử thông thường. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì ở chùa Bồng Lai. Tại khu Bồng Lai Viên, cụ đã cho ghép tất cả các cháu mồ côi tại đây cạo đầu và áo nâu sồng cùng bằng. Ông còn nói rằng những cáo buộc về Thiền Am của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là vội vã. Ông chia sẻ, họ là những người cư sĩ tại gia, sống trong tịnh thất, được thầy của họ là những người xuất gia cạo đầu, cho mặc áo nâu sồng từ nhỏ. Cho đến ngày hôm nay, tức là 27 tháng 9, tôi có phần ngạc nhiên, đó là Giáo hội Phật giáo huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung chưa cử đại diện của giáo hội đến Bồng Lai Viên nhằm trao đổi chính thức để nắm rõ thực hư của vấn đề. Do vậy, ở chừng mực tương đối, tôi cho rằng phát biểu của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An là hơi vội vã vì vấn đề chưa được xác minh. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra với Thiền Am và ông Lê Tùng Vân, như các bạn thấy, rất giống với những gì đã xảy ra đối với các tăng thân làng Mai ở Bát Nhã. Vẫn là tấn công bằng bạo động, thậm chí gây thương tích 13% cho một thành viên trong Thiền Am. Vẫn quăng đá, đập phá, đánh đập và công an không can thiệp, y chang như sự kiện Bát Nhã. Chính vì thế mà tôi sợ rằng số phận của Thiền Am cũng sẽ như số phận của các tăng thân làng Mai ở Bát Nhã. Kết cục buồn đó sẽ xảy ra thì sự việc chỉ thêm một gam màu đen tối cho xã hội dân sự ở Việt Nam. Việt Nam trong cái nhìn của bạn bè quốc tế vẫn là một quốc gia lạc hậu và bất dung hợp. Ghi chú rằng viết xong bài này và đọc báo Tuổi Trẻ thì biết rằng tội danh loạn luân không còn nữa. Người ta cáo buộc tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Giết rồi không biết họ, tức là nhà cầm quyền, có làm theo luật pháp nữa hay không. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đang dụ dỗ các nước nghèo vào bẫy nợ. Trung Quốc đối mặt với các chỉ trích về hoạt động cho vay với các nước nghèo, bị cáo buộc là bỏ rơi họ, phải vật lộn để trả nợ, và do đó dễ bị ảnh hưởng áp lực từ phía Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc lại phủ nhận và cáo buộc một số quốc gia phương Tây quảng bá chuyện này để làm hoen ố hình ảnh của họ. Trung Quốc nói rằng không có bất kỳ nước nào rơi vào cái gọi là bẫy nợ từ việc vay của Trung Quốc. Và chúng ta biết gì về hoạt động cho vay của Trung Quốc trong thời gian qua cũng như thời gian sắp tới, trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Kenya Uhuru đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại chuyến thăm cảng Mombasa vào hôm 6 tháng 1. Trung Quốc là một trong những quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới. Các khoản cho vay của Trung Quốc dành cho những nước có thu nhập thấp và trung bình đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ vừa qua, đạt 170 tỷ đô la vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, các cam kết cho vay tổng thể của Trung Quốc có vẻ lớn hơn đáng kể so với con số thực này. Nghiên cứu của iData, một cơ quan phát triển quốc tế tại Mỹ, phát hiện ra rằng một nửa khoản cho vay của Trung Quốc với các nước đang phát triển không được báo cáo trong thống kê nợ chính thức. Nó thường được giữ ngoài bảng cân đối kế toán của chính phủ, được chuyển đến những công ty nhà nước và ngân hàng, các liên doanh hoặc tổ chức tư nhân, hơn là từ chính phủ đến chính phủ. Theo iData, hiện có hơn 40 quốc gia thu nhập thấp và trung bình chịu mức nợ từ các nhà cho vay Trung Quốc, chiếm hơn 10% quy mô sản lượng kinh tế hàng năm GDP của họ, như là một hệ quả của khoản nợ ẩn này.
Djibouti, Lào, Zambia và Kyrgyzstan có các khoản nợ Trung Quốc tương đương ít nhất 20% GDP hàng năm của họ. Phần lớn các khoản nợ do Trung Quốc sở hữu liên quan đến các dự án, cơ sở hạ tầng lớn như đường xá, đường sắt và cảng, cũng như ngành công nghiệp khai khoáng và năng lượng, đường cung cấp theo sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và bẫy nợ là gì và đâu là bằng chứng cho việc này? Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Richard Moore, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài M16 của Anh cho biết, Trung Quốc sử dụng cái gọi là bẫy nợ để đạt được đòn bẩy với các nước khác. Đây là hình ảnh dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sử dụng vốn vay của Trung Quốc với tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng, sau đó đã đội lên tới 18.2 tỷ đồng. Tuyên bố cho rằng Trung Quốc cho các nước khác vay tiền và kết thúc bằng việc các quốc gia này sẽ phải nhượng quyền kiểm soát các tài sản quan trọng nếu họ không thể trả được nợ. Bắc Kinh từ lâu đã bác bỏ cáo buộc này. Một ví dụ thường được trích dẫn để trích Trung Quốc là đó là Sri Lanka, nước cách đây nhiều năm đã bắt tay vào một dự án cảng lớn ở Hambantota với vốn đầu tư của Trung Quốc. Nhưng dự án tỷ đô sử dụng vốn vay và các nhà thầu từ Trung Quốc này đã sa lầy vào tranh cãi và phải vật lộn để chứng minh khả năng hoạt động, khiến Sri Lanka phải gánh những khoản nợ ngày càng lớn. Cuối cùng, vào năm 2017, Sri Lanka đồng ý để cho công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc là China Merchants kiểm soát đến 70% cổ phần tại cảng, theo hợp đồng cho thuê có thời hạn 99 năm để đổi lấy các khoản đầu tư thêm từ Trung Quốc. Phân tích về dự án cảng của Charterhouse House thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh ở London đã đặt câu hỏi liệu câu chuyện bẫy nợ có hoàn toàn được áp dụng hay không. Vì thỏa thuận được thúc đẩy bởi động cơ chính trị địa phương và Trung Quốc chưa bao giờ nắm quyền sở hữu chính thức các cảng. Nó chỉ ra rằng một phần lớn trong tổng số nợ của Sri Lanka thuộc sở hữu của những người cho vay không phải là người Trung Quốc và không có bằng chứng rằng Trung Quốc đã lợi dụng vị trí của mình để giành ưu thế quân sự, chiến lược từ cảng này. Đây là hình ảnh người dân Sri Lanka biểu tình phản đối đề xuất cổ phần hóa cảng Hambantota cho công ty Trung Quốc. Mặc dù vậy, có rất ít nghi ngờ rằng sự can dự kinh tế của Trung Quốc và Sri Lanka đã tăng lên trong thập niên vừa qua, và những lo ngại vẫn tồn tại rằng điều này có thể được sử dụng để thúc đẩy tham vọng chính trị của nước này trong khu vực. Có những nơi khác trên thế giới mà các khoản cho vay của Trung Quốc cũng đang gây tranh cãi. Với các hợp đồng cung cấp điều khoản có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc với các tài sản quan trọng của nước đi vay. Nhưng không có trường hợp nào trong số hàng trăm thỏa thuận cho vay được nghiên cứu bởi iData và một số nhà nghiên cứu khác về việc các công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc thực sự thu giữ một tài sản lớn trong trường hợp vỡ nợ. Và làm thế nào để so sánh khoản vay của Trung Quốc với những nước khác đây cũng là một câu hỏi. Trung Quốc không công bố hồ sơ về các khoản cho vay nước ngoài của mình và phần lớn các hợp đồng của họ đều có điều khoản không tiết lộ nhằm ngăn nước này đi vay tiết lộ nội dung của họ. Trung Quốc cũng lập luận rằng tính bảo mật như vậy là thông lệ đối với các hợp đồng vay nợ quốc tế. Đây là hình ảnh các khoản cho vay của Trung Quốc dành cho những nước có thu nhập thấp và trung bình đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ vừa qua, đạt 170 tỷ đô la vào cuối năm 2020. Giáo sư Lê Chôn thuộc Trường Đại học tại London cho biết, việc bảo mật các thỏa thuận rất phổ biến trong các khoản vay thương mại quốc tế và phần lớn hoạt động tài chính dành cho phát triển của Trung Quốc về cơ bản là hoạt động thương mại. Hầu hết các cường quốc công nghệ đều chia sẻ thông tin về hoạt động cho vay của họ thông qua tư cách thành viên của Paris Club, tức là câu lạc bộ Paris. Trung Quốc đã chọn không tham gia nhóm này, nhưng khi sử dụng dữ liệu có sẵn của Ngân hàng Thế giới, chúng ta có thể thấy rõ sự tăng trưởng nhanh chóng trong các hoạt động cho vay được báo cáo của Trung Quốc so với các nước khác. Các khoản vay của Trung Quốc có khó trả hơn hay không cũng là điều được đặt ra. Trung Quốc có xu hướng cho vay với lãi suất cao hơn các chính phủ của phương Tây. Lãi suất khoảng 4% một năm và những khoản cho vay này gần với lãi suất trên thị trường thương mại và cao hơn khoảng 4 lần so với một khoản vay thông thường từ Ngân hàng Thế giới
hay từ một quốc gia riêng lẻ như Pháp hoặc Đức. Thời hạn trả nợ bắt buộc đối với khoản vay của Trung Quốc nhìn chung cũng ngắn hơn, là dưới 10 năm so với khoảng 28 năm đối với khoản vay ưu đãi của bên cho vay khác dành cho các nước đang phát triển. Các tổ chức cho vay thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc cũng thường yêu cầu nước đi vay phải duy trì một số dư tiền mặt tối thiểu trong một tài khoản nước ngoài mà họ có quyền truy cập. Đây là hình ảnh Tổng thống Maldives, ông Yames đã bay tới Bắc Kinh để ký thỏa thuận thương mại tự do với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Nếu nước đi vay không trả được nợ, Brett Park, giám đốc điều hành của iData nói rằng Trung Quốc có thể chỉ cần ghi nợ từ tài khoản này mà không cần phải thu nợ khó đòi thông qua quy trình xét xử. Cách làm này hiếm khi thấy với khoản cho vay do các tổ chức cho vay của phương Tây cung cấp. Hiện có sáng kiến hoãn thanh toán nợ của G20 và những nước có nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhanh nhất để đề xuất giãn hoặc giảm nợ cho các nước nghèo để giúp họ đối phó với tác động của đại dịch. Trung Quốc cũng tham gia sáng kiến này và họ nói rằng họ đã đóng góp số tiền trả nợ cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào tham gia vào kế hoạch. Ngân hàng Thế giới cho biết từ tháng 5 năm 2020, tổng số hơn 10,3 tỷ đô la đã được các nước G20 chuyển giao để giãn hoặc giảm nợ theo sáng kiến này. Nhưng khi chúng tôi hỏi Ngân hàng Thế giới về trường hợp không thể trả nợ của một số quốc gia, họ cho biết họ không thể chia sẻ thông tin.